Hello, xin chào mọi người, mình là Zoe đây và đây sẽ là cái video mà mình sẽ review cái con deck portable deck am này của Team God. đó chính là cái con DEW4X mà mình được gửi chắc khoảng 2 tuần trước á và mình đã có một hai cái tuần mà mình sử dụng cái con này khá là khá là thú vị rồi và thực sự thì mình có vài cái để mà mình thấy là ở đây là cái con đắt mà mình cảm thấy là nó hữu dụng đối với mình thật sự rất là nhiều luôn á thì khi mà họ cũng kêu mình là unbox luôn cho nên là mình unbox cho các bạn xem nha thì đơn giản thôi cái unboxing cái cả trải nghiệm thì nó cũng khá là đơn giản như là một cái kiểu sim gọn như các bạn thấy mở ra thì các bạn sẽ có là một cái cổng cáp và cái nhân vật chính ở đây thì cổng cáp sẽ là một cái cổng type c type c to c như thế này và nhân vật chính nó sẽ có là À và có cả có cả thêm cái manual nữa, có hướng dẫn sử dụng nữa. Nhưng mà đây là nhân vật chính của cái video này ngày hôm nay đó chính là cái cục T-Wax DEW4X PCM 384.000 hẹp tại 34 bit DSD256 và hai cái con chip các bạn có thể thấy nhân hai nè, CS43198 nhân hai hai con thì cái cần phí creation này cái cần cái mà setting này thì mình thấy là trên cái con moon river uh, moon river hai ti của moon, moon, drop nó cũng có nhưng mà cái con đó của moon drop là tới tận 4 triệu mốt nhưng mà cái con này nó chỉ có 80 đô thôi cho nên là mình thấy là với cái configuration vậy như 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 thế nhưng mà chỉ có 80 đô thì mình thấy là nó khá là bất ngờ ở với cái với cái gọi là cái sản phẩm này đến từ sim và như chính của chúng ta thì sẽ làm cái gì được cho tới âm thanh thì cái này là một cái adapter cái này là dây thì mình không có nói gì cái này nhiều tại vì quá là đơn giản rồi nhưng mà như chính của chúng ta ngày hôm nay thì mình khá là bất ngờ với lại những cái mà mình cắm vào cái cái, cái cục đắt này để mà mình nghe tại vì thật sự nó cho ra nó cho ra một cái năng lượng cực kỳ cực kỳ cao luôn các bạn nó cho ra một cái nó am cái con tai nghe của bạn cực kỳ tốt luôn mình cảm thấy là nó cho một cái năng lượng tốt đến đến cho tai nghe nó 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 đủ gọi là nó đủ mạnh nó đủ nhiều để mà các bạn có thể nghe đủ giải của một cái con tai nghe mà đẩy một cái con tai nghe lên đúng như là những cái gì mà nhà sản xuất họ mong muốn là với cái con tai nghe của họ tạo ra được cái tiếng giống vậy đó, thì với cái con này thì có những cái mà uh, configuration rồi những cái mà specification mình quên tiếng gì hết luôn rồi những cái setting của nó những cái thông số của nó như các bạn có thể thấy là uh, dark chip input uh, input connector là type c output connector là ba ly thì cái này cái con này nó có là một cái cổng 3 ly 3.5 ly và một cái cổng 4.4 balance thì cái này thì mình cũng chưa đụng vô nhiều đâu chắc là mình phải mua một cái adapter 4.4 để mình mình ngắm vô thử mình nghe thử coi là cái cái âm thanh nó sẽ khác biệt nhiều không tại vì mình thấy là với cái adapter một cái adapter xịn nó tới sáu rưỡi lần wow 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 rồi output load là từ 10 ohm tới 600 ohm, thì có nghĩa là với 600 ohm thì cái con tai nghe mà kiểu cái con tai nghe mà up tai mà bự cao ohm nhất mà mình từng thấy đó chính là một cái con Sennheiser HD 600 hay, hay sao á, nó có 300 ohm, thì mình nghĩ là con này nó cũng có, cũng có thể đủ tải cái con đó, thật sự luôn, có thể thôi, tại mình không có ở đây, mình chưa có cắm vô thử nhưng mà mình chưa có biết, nhưng mà nhiều chi tiết quá rồi mình trở thành một cái reviewer đọc chi tiết rồi Nhưng mà đối với cái con này thì sau khi mà mình vào mình cắm vào máy tính nha xong rồi mình đẩy cái 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 cái, bit rate của, của nó lên là đẩy maximum luôn á ba trăm tám mươi bốn tại ba mươi hai bit á, thì mình thấy là wow thì bây giờ á, âm thanh của mình nó kiểu nghe nó cực kỳ cực kỳ là chi tiết luôn và cái cái khoảng âm trường nó được mở ra hơn được một tí mà mình cảm thấy là bằng cái cách thần kỳ nào đó mà Cắm cái con nào vô cái cục này nó nghe nó cũng hay Nghe nó cũng khá là ok nhưng mà nó không, không có khác biệt quá nhiều so với lại cái việc là mình cắm vào một cái con của một cái máy tính Nhưng mà Có một cái con tai nghe duy nhất mà mình cảm thấy là khi mà cắm vào nó cho một cái khác biệt rõ rệt luôn đó chính là cái con M6L của, của SIM gọi luôn Thì lúc mà mình Không có cắm cái đắt á thì mình cảm thấy là nó khá là ù Nó khá là gọi là nó khá là đục nó khá là kiểu Nó khá là kiểu claustrophobic nó khá là kiểu hẹp á các bạn Nhưng mà sau khi cắm vô cái con này á, thì Tự nhiên nó được tải, được tải đủ điện để mà nó chạy, nó, để tải đủ điện để nó đánh nhạc á, thì thật sự cái giải của nó cực kỳ cực kỳ đẹp luôn M6L là, là chắc chắn là một cái con tai nghe mà mình thấy là thích nhất khi mà đi chung với cái con này luôn So với lại những cái mà con giống như là uh, Truth Ear Hexa hoặc là Truth Ear uh, Red đi, như các bạn có thể thấy <laughs> thì Đối với lại Truth Hexa hay là True Ear Chronicle Zero Red cái thứ á, thì mình cảm thấy là nó cũng ok cái con này thì nó tải được hai cái con đó nhưng mà nó không tải nhiều bass lắm cho nên là cái con này thì mình nghĩ là nó không phải là một cái am hoặc là một cái đắt mà nó eq về bass thiên về bass đâu nhưng mà riêng cái con em m6l thì nó đẩy được bass khá là tốt tại vì cái 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 driver của cái con em m6l nó đã đục sẵn rồi nó đã kiểu gọi là nó đã đục sẵn rồi nhưng mà khi mà mình cắm cái con này vô thì nó đủ tải điện để mà nó chơi được cái con em m6l mình thấy là cái âm của nó khá là tốt cho nên là với 80$ đô mà cho cái con này thì mình cảm thấy là wow đây là một cái gì đó mà mình cảm thấy nên mua nếu các bạn là một cái người mà hay nghe âm nhạc á còn khi mà vào chơi game thì sao thì thật sự cái con này nó cho một cái âm trường mà mình cảm thấy là vào chơi game á cực kỳ tốt luôn khi mà nghe nhạc á nó đã tách được cái âm trường ra nó rộng rãi như vậy được rồi cái imaging của nó cái gọi là cái image image trong âm nhạc nó gọi là cái những cái điều hướng cái hướng cái hướng âm thanh á thì mình cảm thấy là khi mà nghe nhạc hướng âm thanh nó tốt đó, thì vào chơi game chắc chắn là nó tốt rồi tại vì khi mà mình cắm cái con này vô mình chơi thử một cái map bay đi hồi nãy mình chơi thử cái map bay thì mình thủ á thì mình thủ sai b thì mình dạt ra bim mình coi luôn thì mình không nghe thấy tiếng nào hết nhưng mà mình nghe rõ được là ở, ở mid mình gọi là pinpoint được luôn mình mình chỉ ra được điểm là tụi nó đang đứng ở đâu ở mid luôn á tại vì mình nghe tiếng bước chân kiểu nó vang vang xa lắm so với lại những cái cái, cái lần trước mà mình chơi game mà đeo tai nghe bình thường mà không có cắm vô đắc, cắm thẳng như máy tính đó, thì mình cảm thấy là nó cũng khá là hẹp và mình cũng không có để ý nhiều nhưng mà sau khi mà mình cắm con này vô xong rồi mình nghe đó, mình tập trung vào game mình nghe đó, thì thật sự mình để ý là ờ, khi mà mình thủ BM á thì mình nghe được tới tận mid luôn nó xa giả mang luôn các bạn cho nên là nếu mà các bạn chơi game á hoặc là các bạn nghe nhạc các bạn nghe nhạc nhiều hơn chơi game hoặc là chơi game nhiều hơn nghe nhạc đó, thì các bạn cũng cần có một cái con đắt giống như thế này tại vì nó cho ra một cái âm thanh mà mình cảm thấy là rất là tốt và để mà tải những cái con tai nghe mà 32 ohm á, 32 ohm trở lên á thì mình thấy là đây là cái cục cục cần thiết để mà cho cái con tai nghe nó nó đánh gọi, gọi là cái giải mà thuần khiết nhất mà nó có thể đánh cho nên là đây là cái video mà mình review cái con DEW4X này đến từ SIM và mình cảm thấy là chắc chắn đây là cái thứ gì đó mà mình sẽ sử dụng lâu dài luôn và hiện tại thì mình không có một cái con iPhone để mà mình có thể cắm cái con này vô để mình nghe nhạc trên iPhone cho nên là mình thấy khá là tiếc về cái điều đó nhưng mà iPhone 15 nghe nói là có và cái con này cũng có hỗ trợ Android luôn cho nên là nếu bạn sử dụng Android thì các bạn chỉ cần cắm cái dây này vô Android thôi là quất bét tay là nhà luôn các bạn thì sau một cái mà một cái listening test mà mình cắm vào một cái cái điện thoại Android mình nghe thử thì Yeah, cái con này cho một cái sự chi tiết mà nó cực kỳ cực kỳ tốt luôn. So với lại là khi các bạn cắm vào máy tính thì thật sự máy tính nó cho nhiều uh, gọi là cái luồng điện đó, nó cho nhiều, nó cho khả năng nó nhiều khả năng hơn, nó cho nhiều điện hơn, nó cho nói chung là nó cho nhiều điện năng hơn là một cái con uh, một cái điện thoại. Cho nên là cái, cái cái tiếng nó cho ra nó sẽ gọi là rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Nhưng mà đối với lại khi với bạn cắm vào một cái con điện thoại với một cái con portable đắt như thế này thì mình cảm thấy là Yeah, các bạn cần phải đưa cái âm lượng lên một cái mức nào đó để các bạn có thể nghe rõ được nhiều chi tiết hơn á nhưng mà đối với lại các bạn mà sử dụng máy tính đó, thì mình cảm thấy là yeah, các bạn không cần phải quan tâm về cái điều đó như đâu các bạn không cần các bạn không cần phải quan tâm về cái điều đó đâu nhưng mà trên điện thoại thì yeah, cũng cần phải chú ý về cái âm lượng để mà các bạn có thể nghe đủ chi tiết một xíu nhưng mà mình thấy là yeah, kể cả trên điện thoại hoặc là trên máy tính thì mình cảm thấy là cái con cái con đắt này nó vẫn cực kỳ người tốt và nó rất là enjoyable luôn cho nên là sau khi mà có được cái con đắt này á thì mình nghĩ là mình cái cái mà mình nhắm tới tiếp theo đó sẽ là một cái con mà iPhone 15 Pro có cổng C để mà có OTG để mà mình có thể cắm vào mình nghe nhạc luôn hay yeah, á đây là cái video review nói thì cảm ơn các bạn đã xem nếu các bạn thấy hay thì like share và subscribe còn nếu các bạn muốn mua cái con này thì các bạn có thể vào cái link đặt từ linh Xô về mình thấy đặt từ linh Xô về cái cái phí ship nó cũng không có cao khoảng 10 đô là khoảng 200 ngàn á và cái cho cái con này là uh, 8 triệu đô thì mình nghĩ là cỡ 2 triệu hơn hơn 2 triệu một xíu thì với hai triệu mà so với lại một cái con mà moon drop uh, moon driver 2 ti á, thì mình cảm thấy là nó vừa gọn nhẹ và nó vừa kiểu uh, cho ra chất âm tốt luôn và mình có một cái mình nhận ra được á, có một cái mình để ý là cái con này là khi mà mình cắm vào lâu á, thì nó sẽ khá là ấm nó không phải là tới cái mức mà bạn đụng vô cái bàn phỏng đâu nó khá là ấm tại vì ra yeah, tất cả mọi thứ nó đều cram vô cái cục này hết cho nên là yeah, nó ấm còn về cái chất lượng hoàn thiện của nó thì mình cảm thấy là nó là một cái cục nhôm cnc chắc chắn luôn, cực kỳ cực kỳ chắc chắn luôn bây giờ mình cắn vào cái con này thì chắc chắn là gãy răng rồi đó. Cho nên là nha, yeah, một cái gì đó, một cái gì đó mà thuộc về âm thanh mà các bạn nên đầu tư vào. Mình cảm giác đó là nếu như mà có nó không phải cho mình luôn á mà nó cho chỉ cho mình mượn thôi đó, thì chắc chắn là mình phải đòi nó là "Ê, bán cho tao luôn đi, để tao trả tiền cho." Thì thật sự nha, yeah, đây là một cái gì đó mà các bạn nên đầu tư vào. Mình thấy cực kỳ cực kỳ tốt luôn, hợp lý. Yeah, Bye bye. Uh, bye. bye. Uh, bye.